Đây, giặt trái banh lên đi con. Đúng rồi. Chán rồi. Kiếm cái gì? Không được, không được tới khu vực này. Nha, con không được tới khu vực này nghe chưa? Thôi thôi thôi, không được đụng vô đó. Ra đây, ra đây, cái chỗ đó không? Ừ. Hôm qua chỗ đồ chơi con chơi nè. Qua nhà banh con nè. Rồi, không có được. Đó, đó là khu vực của con đó. Không có vô đây bóc đồ nha chưa? Bàn thờ ông địa đồ nha. Đó. Không được. Đứng lên luôn hả? Rồi, bữa nay nắm nắm tay, nắm nắm chân ba đứng lên luôn rồi, hiểu chưa? Rồi, đang đứng lên luôn. Wow. Wow, đứng lên luôn. Yeah. À chà. Chơi đi con, chơi tiếp đi. Đó, tay ôm giò ba đứng lên luôn nè. Kìa kìa kìa, giò bánh ngon kìa. Đó, qua anh kia đi, qua nhà Chết banh chơi đi, qua nhà nha. banh chơi đi. Chết nha. Đây. Đây, đây, qua đây. Qua À, đây chơi nè đó, qua nhà banh đi, con. Đây, bà Thể qua nhà đưa banh. về. Rồi, con đi đi. Con bỏ giòn đi Này. đi. Sắp đi được rồi. Đó, đó. Đó, đó. 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 Đó, rồi, 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 rồi. Rồi, đổ ra lát dọn xỉu luôn. Ta chơi luôn. Đó, đó chơi vậy đó. Ừ, chịu nổi không? Đó. Ừ. Chết rồi. Rồi, nó chạy tá lão một bên hết. Này ông bà cô chú thấy nó phá quá trời này, ông bà cô chú ơi. Nó quậy quá đi ông bà cô chú ơi. Buổi sáng của em mà nội ở nhà mà canh này không là cũng đủ đuối rồi đó, thấy không? Con bé đó, cho em bé vô thùng nha. Mấy giờ thùng banh mình đi chơi nha. Cho em bé ngồi vô thùng banh. À, bố phải mua cái thùng bự mới được. Cái thùng này cái thùng này vài bữa là chật nít luôn. Đúng không? Thầy chị Lan nó đứng lên đó. Thầy đang chơi gì đó hả con? Ừ? Màu đó màu gì? Màu xanh, màu xanh, màu cam. Rồi, màu cam đấy con, màu xanh, màu cam, bỏ cái ti ra, màu cam, màu cam. Tập nói nè, vậy nè. Đây. Màu cam. Màu xanh. Xanh. Xanh.
xanh, xanh, cam đâu, cam đâu, cam đâu, cam đây, cam đây, đây là xanh, đây là cam, cam đâu, cam đâu. Đó, tay gờ dơ lên ba con coi, màu xanh đâu, xanh nào, xanh cái nào là xanh đâu, dơ lên, đây, đây là màu xanh, đúng không, rồi, rồi màu cam, dơ lên, đây màu cam, nhớ chưa, nhớ chưa, rồi màu xanh đâu, tay gờ lấy đi, lấy cho ba coi coi màu xanh đâu, đó là màu gì, màu vàng, màu vàng, màu vàng. Rồi. Ờ bà Duy ơi. Ồ ơi. Bà chơi chơi. Bà chơi chơi. Màu này màu gì? Đây gà. Màu trắng. Nha. Thấy gà nè, bà nói nè. Đó là màu trắng nha. Rồi, màu trắng đâu, màu trắng đâu? Màu trắng đâu? Cầm màu trắng lên ba coi coi. Không có ngoài đó đâu, con ngồi trong đây đi. Màu này màu gì? Màu nâu. Nâu. Rồi đưa lên coi, nâu. Đúng rồi. Rồi xanh đâu? Xanh. Xanh, xanh. Xanh đâu? Xanh nè, xanh. Xanh. Con bóc mà hướng màu xanh cho ba coi coi. Đó, thấy cái chai này khoái rồi. Ua. Ua. Xanh. Xanh đâu? Ba. Rồi, vỗ tay. Úi. Gọi, nó đang ngoài gọi. Rồi. Tay gà nè, vỗ tay bà cho ăn bánh nè. Tay gà, thấy gà. Tiger vỗ tay này nha, vỗ tay bà cho ăn bánh, không vỗ tay bà đánh trên đầu, vỗ tay đi, vỗ, vỗ tay bà cho ăn bánh, không vỗ tay bà đánh trên đầu. Rồi quăng ra xong kêu ê hê. Màu xanh đó là xanh nha. Rồi mất luôn. Rồi màu vàng đâu? Màu vàng nè, màu vàng nè, tay gờ ơi, màu vàng nè con nhé, màu vàng nè. Rồi bây giờ làm sao đi ra đây? Giờ Tiger thoát khỏi cái thùng này, ba coi coi. Đó, đứng lên rồi. Rồi, Tiger bước ra cái thùng khỏi, ba coi coi. Đó. Giờ bước ra đi. Thử rồi, Tiger bước thử ra cái thùng, ba coi thử coi. Nha, Tiger thử bước ra cái thùng, ba coi coi. Là bà dụ, phải dụ ảnh mới được. Rồi, cái đây. Cái đây. Bước ra không? Bước ra thì đứng lên đi. Tiger, Tiger, đứng lên. Con đứng lên đi. Đó, rồi chui ra. Nha, coi như té úp mặt này nha. Rồi chui ra được không? Đứng lên. Đứng lên. Stand up. Chui ra nè, tự chui ra đi, ba không có giác à, ba không kéo ra đâu.
Thấy chưa đâu? Đây. Đứng lên, đúng rồi. Rồi con tự lực, con bước ra đi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đúng rồi. Xuất sắc. Nè. Tự đứng lên coi, đứng ra được không? Đứng lên đi. Rồi đứng ra đi, đứng ra. Tự đứng lên, bà không có dắt đâu nha. Rồi đứng ra đây, bò ra. Để cả cành cành nó ra nó ốc ốc cái chụp lại. Rồi ba tiếp sức. Tức tức. Rồi tay gờ nè, bước ra nè. Tay gờ. Con. Gờ ơi. Gờ suy nghĩ. Ba chơi ác quá. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Tay gờ. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên đi. Nhảy nhiều ngoài kia dữ vậy. Đây đứng lên, này nắm tay nè. Bị dụ nè. Thế sức, thế sức, thế sức. Đứng lên con, đứng lên. Anh mẹ lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Tên 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 tên. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Gồng cái mặt đỏ tía luôn rồi. Rồi đây, bà tiếp sức chút nè. Đây bà tiếp sức cho nè chút xíu nè, cái đít nặng quá nè. Rồi bước lên, đứng lên. Đây bà tiếp sức chút nè. Ra. Ôi xa ma. Ôi xa ma nha. tức quá đòi không được ra. Đó gần được rồi, gần được rồi, gần được rồi. Rồi nắm đây, kèo qua luôn trời ơi. Rồi nắm qua luôn, bò qua. Đó. Trời ơi, dữ chưa? Ông bà nè, thấy nó dữ chưa? Rồi. Rồi bước ra luôn kìa. Ô ô ô ô ô. Ô. Ô, bước ra luôn. Nó đu qua bên này, nó nhảy mà. À, mắc cười quá. Thành công rồi. Thấy chưa, con đã thoát và được cái ra khỏi cái thùng rồi. Xuất sắc chưa? Đó, con đã thoát khỏi ra cái khỏi cái thùng banh rồi, cái thùng banh nó nhốt con trong đó. Yeah. Yeah. Rồi cái mặt ảnh, ảnh buồn. Cái mặt nhìn cái gì vậy? Rồi à, thôi chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Ông bà cho cô chú thấy tay gờ vừa có một màn coi như là màn xiếc đi leo từ bên kia. Yeah, leo từ bên cái nhà banh, cái thùng banh không mà leo qua à, nắm cái này là đu qua. Vậy chứ mà hở ra một cái không ấy là té ụp mặt liền đó, không canh là nguy hiểm lắm nha. Ở nhà mà các ông bà, ông bố mẹ bỉm mà con mà hiếu động kiểu giống như Tiger là mình phải canh đó. Tại vì cũng quyết tâm lắm, gồng rồi cái mặt đỏ bừng lên luôn. Rồi thế nào sau clip này ông bà cô chú cũng la ba chồng coi, nói ba chả ác quá. Rồi nhét tay vô miệng. Tự thưởng cho mình một phần quà. Mắc cười quá.